xu hướng của những ngành học mới, ngành học nào có tỷ lệ việc làm cao, thu nhập tốt trong lĩnh vực này theo khảo sát từ sinh viên của trường ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của MC. Nỗi lòng của rất nhiều các bạn học sinh hiện nay khi mà chọn nghề, nghĩa là theo các thầy cô thì ngành học nào sẽ có thu nhập ổn định hoặc là ra trường có việc làm ngay. Thì cái câu đầu tiên cũng xin khẳng định với các bạn là hôm nay chúng ta đang nói về câu chuyện là khối ngành du lịch và dịch vụ. Việc đầu tiên để có tiền thì bạn phải biết cách phục vụ, đúng không? Đó là nó là ngành dịch vụ mà dịch vụ thì mình phải yêu thích cái công việc được phục vụ, được trải nghiệm với khách hàng, được nhìn thấy niềm vui của khách hàng, niềm hạnh phúc của khách hàng. Mà chúng tôi gọi vui là lấy niềm vui khách hàng làm cho túi tiền của mình càng ngày càng dày lên. Không thể nào nói cái chuyện là bạn làm dịch vụ mà bạn làm cho khách bực bội rồi bạn có nhiều tiền được. Đây là cái tiêu chí đầu tiên cho những bạn mà chúng ta có mong muốn lựa chọn cái ngành này cái đã. Sau đó mới tính cái chuyện là từ cái năng lực của bạn, khả năng của bạn và môi trường học tập mà bạn được đào tạo thì bạn sẽ phát triển tới đâu. Covid đã nói với các bạn về cái câu chuyện là vì sao ngành này nó thu hút nhân lực trong thời gian sắp tới. Khi mà Covid xảy ra thì nó có hai xu hướng. Một là những người đã vì quá yêu thích du lịch và đam mê với ngành nghề của mình, họ tìm cách họ duy trì, họ phát triển cái ngành đó. Nhưng cũng có một cái lực lượng lao động bắt đầu họ cảm thấy là bất an và họ rút lui khỏi ngành đó. Tức là họ chấp nhận cái câu chuyện là làm một cái công việc khác thay cho cái công việc mà ở tại thời điểm đó nó quá mạo hiểm và nó không có thu nhập. Đó là lý do mà, tức là trong nguy thì có cơ, đúng không? Các bạn nhìn thấy được cái cơ hội, tức là có nhiều người rút lại thì mình sẽ có nhiều cái vị trí sắp tới mà mình sẽ làm nếu như mình là những người mà đam mê thực sự cái ngành học này. Như vậy thì đối với cái lĩnh vực du lịch và dịch vụ, riêng đối với trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì chúng tôi có một chuyên ngành là chuyên ngành quản trị du lịch và một ngành học là quản trị khách sạn. Quản trị khách sạn này thì nếu các bạn học á thì các bạn cũng sẽ có rất là nhiều các cái cơ hội việc làm. Hiện nay thì các cái tập đoàn đầu tư lớn, các cái resort lớn, đặc biệt là các cái resort mà chuẩn quốc tế do các tập đoàn khách sạn ở nước ngoài đầu tư thì cơ hội các bạn rất là lớn, đặc biệt là những cái nơi rất là phát triển như là Phú Quốc này, như là Nha Trang này. Việt Nam mình không thiếu những cái khu du lịch lớn và cái lượng khách mà chúng ta đón tiếp hàng năm cũng vượt những cái ngưỡng mà chúng ta mong muốn rồi. Vậy thì các bạn đã nhìn thấy cái cơ hội rồi. Nhưng mà nhìn thấy cơ hội rồi thì các bạn phải học tập như thế nào, lựa chọn như thế nào. Riêng đối với môi trường học tập tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì chúng tôi là môi trường đại học quốc tế, cho nên là cái việc đầu tiên mà chúng tôi muốn các bạn đó là các bạn phải trải nghiệm ngôn ngữ tốt, tức là bạn có một cái nền tảng tiếng Anh tốt. Và ở trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cũng có một cái ngành học mà chúng tôi nghĩ là nó có xu hướng làm du lịch khá nhiều, đó là ngành Đông Phương học. Nó có ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Trung Quốc học. Bởi vì đối với những ngành này thì cái xu hướng việc làm nó cũng rất là rộng. Và trong lĩnh vực du lịch nó cũng là một trong những cái cơ hội cho các bạn học các cái chuyên ngành thuộc ngành Đông Phương học. Vậy thì khi các bạn học tại trường thì đối với ngành, không chỉ riêng ngành du lịch hoặc là quản trị nhà hàng, khách sạn, mà chúng tôi tất cả các ngành học hiện nay đang có xu hướng, tức là chúng tôi tích hợp những cái công nghệ hiện đại như Internet of Things nè, AI nè, phục vụ cho cái sự phát triển liên ngành. Cho nên là các bạn sẽ được học và cập nhật những cái công nghệ mới cho việc phát triển các ngành học. Các bạn cũng biết là du lịch hiện nay đôi khi chúng ta làm du lịch, chúng ta làm xuyên quốc gia, chúng ta chỉ cần một cái máy thôi, các bạn có thể thiết kế được một cái tour cho một cái đoàn khách ở nước ngoài qua đây để trải nghiệm. Cho nên là làm du lịch thì nó có nhiều vị trí. Ví dụ như là bạn đam mê đi lại nhiều, bạn tiếp xúc nhiều, giao tiếp nhiều, giao tiếp giỏi, bạn có thể trở thành người làm công tác hướng dẫn du lịch. Nhưng mà bạn là người giỏi về điều hành thì bạn có thể có kỹ năng quản trị thì bạn làm các cái dịch vụ như là thiết kế tour, thiết lập các cái tour cho khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên một trong những cái điều mà cơ bản mà cốt lõi á, đối với người học dịch vụ và du lịch thì cái yếu tố phục vụ, tức là làm cho người khác vui, là một trong những cái câu chuyện bạn phải tính tới. Tại vì không thể nào bạn làm một cái ngành dịch vụ du lịch mà bạn phục vụ người ta mà bạn không có vui được. Bạn phải thấy vui cái đã, bạn phải hạnh phúc cái đã. Tức là mình vui và hạnh phúc khi được phục vụ người khác, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đối với lĩnh vực này, một trong những câu chuyện không được quên đó là cái nền tảng ngoại ngữ của bạn phải tốt. Ngoại ngữ ở đây không nhất thiết phải là tiếng Anh, mà có thể là tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung. Đó là những cái ngôn ngữ cơ bản mà những khách du lịch Việt Nam đến với Việt Nam nhiều. Ngay hiện nay, ví dụ như là đợt vừa rồi tôi ra Đà Nẵng, tôi thấy một cái lượng khách rất là đặc biệt so với trước đại dịch, đó là cái lượng khách người Ấn Độ các bạn về Đà Nẵng rất là đông. Thì đây là một
cũng là một trong những xu hướng. Ví dụ như là vừa rồi chúng ta có một cái bài báo là rất nhiều cặp đôi trẻ của Ấn Độ họ chọn đám cưới tại Đà Nẵng, ở những cái bãi biển đẹp ở Đà Nẵng, thì đây cũng là một cái xu hướng các bạn. Cho nên là ngôn ngữ, đặc biệt là ngoại ngữ, là một trong những thứ mà các bạn cần phải trang bị cho mình thật vững. Không chỉ là giỏi tiếng Anh mà nên có thêm các ngoại ngữ phụ để các bạn có cơ hội tiếp cận với nhiều du khách đến từ các quốc gia khác nhau. Và khi bạn có cơ hội đó thì bạn chắc chắn là cái thu nhập của bạn nó sẽ cao và công việc bạn nó sẽ ổn định. Thì chỉ cần là bạn đủ đam mê, đủ nỗ lực, đủ cố gắng thì chọn ngành này các bạn sẽ thành công thôi. Và các ngành khác cũng vậy, không phải là các ngành khác không không có thành công, nhưng mà cái ngành này thì cũng yêu cầu rất là nhiều các cái tố chất. Trong đó những bạn nào mà rất là đam mê ngành này thì tôi nghĩ là các bạn cũng nên suy nghĩ về cái việc làm sao trang bị cho mình một một trong những ngoại ngữ thật là chắc vững trước khi chúng ta quyết định dấn thân với nó, và trong 4 năm theo học tại các trường đại học hiện nay.